Trong tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đoàn khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đoàn viên mắc COVID-19. Các hoạt động như hành trình tháng 3 biên giới, ngày đoàn viên, ngày chủ nhật xanh được đồng loạt tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với tinh thần xung kích sáng tạo, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.